quý vị và các bạn, chiều nay tại Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì họp trực tuyến với các bộ ban ngành địa phương về công tác ứng phó phòng chống bão số 4 Noru. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng đã thông tin cụ thể về cơn bão Noru. Theo đó, bão Noru đổi hướng liên tục, giật trên cấp 17, dự báo đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ, ảnh hưởng trực tiếp từ các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định vào chiều tối và đêm ngày 27 tháng 9. Lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho rằng đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, gây ra gió mạnh, sóng lớn, kèm nước dâng, nguy cơ ngập úng vùng thấp trũng, ngập úng cả khu đô thị. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương cho biết, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều biện pháp phòng chống bão. Toàn tỉnh có hơn 2.000 phương tiện đang hoạt động khai thác thủy sản, trong đó có 613 phương tiện tàu thuyền khai thác trên biển, còn lại là thuyền bãi ngang, ven biển, ghe thuyền đầm phá. Đến chiều ngày 25 tháng 9, toàn tỉnh còn 6 phương tiện trên 52 lao động hoạt động thủy sản trên biển. Chậm nhất sáng ngày 26 tháng 9 sẽ đưa vào bờ tránh trú an toàn. Đối với các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, đã có phương án bố trí tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão. Ông Phan Quý Phương cũng thông tin, hiện nay mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đang vận hành, đảm bảo an toàn. Các hồ đang vận hành tăng cường phát điện qua tua bin để đưa về mực nước thấp và sẵn sàng đón lũ. Tỉnh cũng đã có phương án dự trữ lương thực thực phẩm, công nghệ phẩm, vật tư thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai với số lượng 100 tấn mì ăn liền, 100 tấn gạo. Rà soát phương án sơ tán di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn. Cụ thể, di dời để đối phó với nước dâng do bão lũ lụt. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bão của các địa phương, đồng thời yêu cầu cần tiếp tục bám sát, nắm chắc tình hình, nhất là công tác kêu gọi tàu thuyền khi vẫn còn tàu thuyền chưa về nơi trú tránh an toàn. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nêu rõ, phải cấp bách triển khai các biện pháp ứng phó bão với tinh thần không thể chủ quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hoãn các cuộc họp không thực sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão lũ, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão mưa lũ, phân công lãnh đạo triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo đôn đốc kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở.